Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Theo đó, cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và mô tô. Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, cảnh sát giao thông được phép dừng tất cả phương tiện để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, đặc biệt chú ý các lỗi về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lạng lách đánh võng, sử dụng các loại camera đã được trang bị để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác. Các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và các loại tội phạm khác làm căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của Bộ Y tế, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thao tác sử dụng thiết bị, đảm bảo vệ sinh và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Đường bộ. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 4 người, bị thương 5 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông tăng 4 vụ, số người chết tăng 3 người, số người bị thương giảm 2 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, 1 vụ do không giữ khoảng cách an toàn, 3 vụ do không chú ý quan sát, 1 vụ do vi phạm nồng độ cồn, 1 vụ lỗi do người đi bộ, 6 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 909 trường hợp. Lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 725 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 712 triệu đồng. Đường thủy, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính 13 trường hợp với các lỗi vi phạm như chở quá vạch dấu mớm nước, neo đậu gây cản trở giao thông, chứng nhận thuyền trưởng không phù hợp và không có giấy tờ tùy thân. Đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp với số tiền trên 10 triệu đồng. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.